Đồ Nhà Vừa xin giao lưu kế tiếp có mã số là 404. 404 là một cây trắc gai lá nhỏ luôn nha. Cây này về mình làm tay cành lại nha. Nói chung là nuôi lâu sống khỏe rồi, nó có những cái tay nối rồi. Nó về mình bắt những cái tay nối là mình làm theo nữa thôi. Lũ này là lũ rinh của cây nhưng có tác động máy một ít nha, có tác động máy. Cây này có cái hòn mình đo được ngay chỗ này là được 51, cây cao là 50, đang nằm cái chậu mặt đất lọt lòng là 45. Và mình kiếm cái chậu 40 là cũng ok rồi. Cây này mình xin giao lưu là 1700k bao ship luôn nha. Là một cây trắc gai lũ thép luôn. Lũ trắc thì mình khỏi với bàn rồi. Cái này về mình sơn màu, mình vét màu nâu đỏ lên là ok luôn nha. Nó sẽ nổi được cái quăng cây, quăng lũ lên rất là nhiều. 1700k bao ship. Cây khá là ok. Cái này ở dạng phôi thôi, nhưng mà phôi này cũng khá là ổn nha. Và mình làm tay cành nối theo là ok thôi. Trắc gai. 1700k bao ship. Này, mình xem lại cái lũ nè. Này mình quét nâu đỏ lên là ok luôn, nó nổi cây lên. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.